hello anh em. Vâng, iPhone 12 Pro Max, 12 Pro. Năm nay thì phải nói là cái cơn sốt của 12 Pro Max và 12 Pro nó đang rất là mạnh. Và cái điều đặc biệt là hiện tại chúng ta mua hàng chính hãng rất là rẻ rồi. Nhiều khi còn rẻ hơn cả hàng sách tay cơ. Mỗi tuần là không sẵn hàng thôi. Nhưng yên tâm nhá, mấy em mở điện thoại siêu rẻ đang rất là sẵn hàng. Đang rất là sẵn hàng luôn anh em nhá. Màu trắng và màu vàng thì không sẵn đâu. Nhưng mà màu xanh và màu đen bản 128 và bản 256 đang rất là sẵn hàng. Và giá cũng rất là cạnh tranh và rẻ luôn. Chắc chắn là giá thuộc dạng rẻ nhất ở Việt Nam luôn. Thế nên là anh em muốn xem và mua 12 Pro Max ấy, thì anh em có thể vào website bên mình là mnm.vn để tham khảo giá nhá. Thực ra ấy, thì quảng cáo một chút thế thôi. Chứ hôm nay mình không phải làm clip bóc hộp hay là review hay là hướng dẫn chọn mua 12 Pro Max đâu. Bởi vì 12 Pro Max cũng chưa hàng fake. Cũng chưa có hàng chưa có hàng dựng, bởi vì nó mới quá mà bây giờ toàn hàng mới rồi. Khi nào mà có live lưu ấy thì mình sẽ làm hướng dẫn chọn mua 12 Pro Max cho anh em. Nhưng ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ làm một clip hướng dẫn chọn mua cái khác, đó là cái củ sạc này. Đó. Củ sạc 20W để có thể dùng được cho 12 Pro và 12 Pro Max hoặc là những cái máy đời thấp hơn như 11 và 12 Pro. Nó đang có nhiều rất là nhiều vấn đề. Đó, bởi vì là anh em biết đấy, năm nay thì Apple có một cái mới mà chưa hề có tiền lệ. Đó là khi bán ra những chiếc điện thoại mới của năm 2020 và sau này là năm 2021 về sau ấy, thì Apple nó sẽ theo cái hộp mỏng như này. Đó, hộp mỏng như này sẽ là như nào? Bên trong nó sẽ không có củ sạc và nó chỉ có điện thoại và một cái dây cáp USB Type-C Lightning thôi. Và sẽ không tặng theo củ sạc, không tặng theo tai nghe. Đó, thế nên là vấn đề là khi mua những chiếc máy này ấy, bắt buộc anh em phải mua củ sạc để dùng đúng không? Mà mua củ sạc để dùng ấy, có thể sẽ mua phải hàng đẻo. Và hàng đẻo sẽ bị như nào? Thứ nhất là bị cháy nổ và hỏng. Apple sẽ không bảo hành cho những cái vấn đề dùng củ sạc đẻo và bị cháy nổ và hỏng đâu nhá. Apple sẽ không bảo hành. Và khi anh em bỏ ra 30 triệu để mua một chiếc máy và mua phải một củ sạc đẻo mà lại giá thành nó rất là cao, bởi vì hiện tại bây giờ người ta đã đánh vào tâm lý những người mua được 12 Pro và 12 Pro Max ấy, đều là những người đang có thu nhập cao, thu nhập tương đối tốt ấy. Thế bỏ tiền ra mấy trăm nghìn để mua củ sạc nó rất là đơn giản thôi đúng không? Thế nên là khi mua phải củ sạc đẻo với mức độ lợi nhuận rất là cao và người ta không quan tâm gì đến cái việc mà khách hàng sau này sẽ bị như nào. Người ta chỉ quan tâm đến bảo hành củ sạc người ta thôi. Vấn đề là khi khách hàng bị cháy nổ Apple, người ta sẽ không bảo hành những cái vấn đề đấy, thì khách hàng sẽ phải là người chịu. Thế nên là mình phải làm cái clip hướng dẫn cho anh em chọn mua củ sạc nhá. Bởi vì bây giờ củ sạc fake rất là rẻ, rất là nhiều rồi. Rất là nhiều, không phải ít đâu. Bên mình thì chỉ có củ chính hãng thôi. Đấy, bởi vì hiện tại bên mình đang nhập của chính hãng, của phân phối bởi Dầu Khí này, FPT này, chính hãng luôn, nhập khẩu trực tiếp luôn và hóa đơn chứng từ đầy đủ luôn. Thì bên mình không phải lo lắng gì cả, nhưng mà bên mình chỉ lo lắng những người khách hàng người ta mua phải những củ sạc đẻo mà hỏng máy của bên mình bán ra thôi. Thì sẽ mang tiếng bên mình ra, thì mình phải làm cái clip này nhá. Thì việc đầu tiên là mình sẽ bỏ những chiếc 12 Pro Max này sang một bên. Ok. Và mình sẽ chỉ quan tâm đến cái sản phẩm chính này thôi. Đó là cái củ sạc này. Ok, cái nền này nó là cái nền bàn nó là màu trắng. Mình sẽ lấy một cái màu khác nhá. Cho anh mượn cái lót màu khác nào. Ok nhá. Thằng em mình đã có một cái đệm màu cái miếng lót màu đen đây thì nó dễ hình dung. Thế đấy nhá. Thì đầu tiên ấy, mình phải nói là bên mình đang bán củ sạc chỉ có củ sạc chính hãng phân phối trực tiếp và có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Thì tiêu chuẩn sạc sẽ là tiêu chuẩn của Việt Nam đúng không? Đó, ngay bên này chúng ta có thể nhìn thấy là có chân tròn này. Đó, thì cái này thì anh em yên tâm rồi, tiếng Việt đầy đủ đây. Thì đây là hàng chính hãng nhá, giá niêm yết tại FPT đang bán bây giờ là rơi khoảng 1 triệu. Nhưng mà tất nhiên là bên mình bán sẽ rẻ hơn một chút. Hiện tại bên mình đang bán bây giờ đầu năm 2021 ấy, bên mình đang bán với củ sạc này mức giá là 750.000. Có khuyến mại cho anh em mua máy tại cửa hàng giảm được 100.000 là còn 650.000. Các anh em là mua thẳng là 750.000. Đó, hàng chính hãng, 20W chính hãng nhá. Và cái vấn đề hiện tại bây giờ rất nhiều người đang bán cái củ sạc này. Trông hộp cũng xịn rồi. Đó anh em nhìn nhá, rất là giống này. Nhưng đây là củ sạc fake. Đó thì đây là củ sạc fake theo cái tiêu chuẩn sạc của Trung Quốc và Mỹ và Nhật Bản sẽ là 2 chân dẹp. Việt Nam sẽ không có 2 chân dẹp nhé, chắc chắn là chính hãng sẽ không có 2 chân dẹp. Nhưng mình không phải nói là 2 chân dẹp này là đẻo. Rất nhiều 2 chân dẹp và các bạn ở trên thị trường đang bán với mức giá tầm khoảng 600 hoặc khoảng 600 nhé. Thì sẽ có 2 chân dẹp xịn là hàng sách tay. Đó, nhưng mà rẻ hơn 100 thì các bạn nên chọn hàng chính hãng 2 chân tròn như này. Còn nếu mà lỡ mua phải 2 chân dẹp này thì lên xem cái clip này của mình để xem phân biệt có chuẩn hàng hay không. Còn nếu đã mua 2 chân dẹp này thì cũng phải lên xem có chuẩn giống như mình làm hay không nhá. Thì việc đầu tiên 2 chân dẹp 2 tròn xịn hay đều thì nó đều làm siêu như này. Đó, các bạn thấy không, rất là xịn nhá, đều có một cái siêu kiểu dạng dán như này, không phải là chứ không phải là cái siêu dạng ni lông mà bọc xung quanh đâu. Đó, đều có dạng dán và đều có tem gọi là mũi tên xanh như này. Đó, siêu của nó hàng sách tay và hàng chính hãng cũng đều giống nhau và hàng fake cũng đều giống luôn. Đó các bạn nhìn nhá, nhìn kỹ nhá. Đó,
Đây, đó, nhìn đó, rất là giống nhá. Nhưng để đầu tiên nhá, mình sẽ phân biệt qua về hộp trước, bởi vì mình đã từng cầm vào cái hộp bản sách tay xịn rồi. Thì nó sẽ tương tự như này, thế là mình sẽ nói chắc chắn là sẽ phân biệt được, nếu các bạn để ý kỹ nhá. Thì việc đầu tiên là để phân biệt hai hộp này, nếu cầm hai hộp trên tay sẽ rõ. Cái hộp hàng xịn đó thì các bạn phải nhìn thế này. Cái bên dưới này. Đấy. Đó, các bạn nhìn nhá. Đây này, cái bên dưới này thì nó sẽ làm rất là đẹp và đều nhá. Đây. Còn cái này này, các bạn nhìn thấy nó hở không? Đây, nó hở này. Đó, nó hở này, nó sộc sạch này. Đó, nó cắt bo, nó sẽ có những vết cắt như này, và bo rất là to. Nhưng mà cái này nhá, các bạn nhìn nhá, nó sẽ rất là đẹp này, nó nhỏ thôi này. Đó, phải cầm hai cái trên tay thì mình mới nhận biết được cái sự khác biệt này. Đó, cái thứ hai nhá, về cái độ hoàn thiện của cái hộp. Này, các bạn nhìn nhá, chắc chắn nhá, nó sẽ không có những cái như này. Đó, nhìn cái độ hoàn thiện này, ba lớp này. Cái này chỉ có hai lớp thôi nhá, ba lớp này. Đó, mà nhìn nhá, độ hoàn thiện của nó này. Đó. Đây. Nhìn thấy không? Các bạn nhìn không? Sẽ rất là cao. Cái tiếp theo nữa là nhìn cái màu hộp. Cầm hai cái trên tay sẽ rõ. Cái màu hộp xịn bao giờ sẽ là trắng rất là tươi và cái hình củ sạc rất là rõ này. Nó sẽ không gồ gồ lên như là cái tai nghe AirPods, nhưng mà nó sẽ in rất là đẹp, cảm tưởng như là nhìn rõ những cái chi tiết vòng ở xung quanh. Đây, còn cái này thì nhìn rất là mờ này. Nhìn rất là mờ và xấu này. Đó, hình của sẵn nha các bạn nhìn đây, kiểu như là Photoshop và cắt ghép đây, những cái răng cưa bên dưới của cái ảnh sẵn này. Đó, củ xịn đây. Đó là cái đây nha. Còn logo quả táo và cái chữ in này rất là giống, rất là đẹp, phông chữ rất là chuẩn luôn. Nó làm in phông chữ xịn luôn. 20W power adapter này, USB-C này. Đó, cái này rất khó phân biệt. Tiếp nữa là cái phần tem về thông tin. Đây nha. Thì hai cái này rất là khó, giá như mà mình có một cái củ sạc hàng chính hãng, hàng sách tay vào đây thì nó dễ hơn. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy nhá, khi mà cái tem của chính hãng ấy, nó in với cái độ sắc nét rất là cao. Và màu đen ở đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này. Cái tem này tem in tiếng Việt đàng hoàng, nhưng là do Apple in chứ không phải Việt Nam in đâu nhá. Thế nên là nhiều cụm từ hơi là buồn cười một tí, ví dụ đây là Ngô nhà Đức này. Đó, cái này là dùng ở Google nó in ra thôi. Đó, nhưng mà nó in rất là đẹp và cái sắc nét này. Còn và cái tem của nó rất là cắt ra đều nhá. Cái tem nhìn cái mép rất là đều và dán rất thẳng nhá. Còn nếu mà hàng fake này, cái tem này cảm tưởng như cắt bằng tay. À, có những cái vết lẹm. Đây. Đó, các bạn nhìn đâu, có những cái vết lẹm này. Đấy. Và cái chữ này nó sẽ không được đều nét. Không đẹp. Đó. Đó. Đó, anh em nhìn nhá. Đấy, tiếp nữa đến cái tem này là quan trọng này, tem thông tin của sản phẩm. Đây. Tem thông tin của sản phẩm nó là cái dãy dãy số seri ấy. Đó, các bạn này nhìn không? Nhá anh em nhìn nhá. Đây. Thông tin đều dán dưới, nó sẽ là tem ngoài và dán nhá, bên dưới có thông tin của Apple này. Đây này, đó, thông tin này tương tự này. Như cái tem này ấy, nó sẽ có cái màu hơi buồn cười một tí. Và cái nét chữ nó không được đều lắm, có chỗ đậm, đen đậm nữa nha. Đây. Đó, củ sạc này đó, nó có tên mã là MHZ3ZA/A, cái này là thông mã là HN/A. Đó, 20W đều in thông tin tương tự giống nhau. Giống nhau, đúng không? Made in Việt Nam sản xuất tại của sạc xịn của mình đây sản xuất ở Trung Quốc, của sạc này nó sẽ ghi là Made in Việt Nam, mình hơi lạ. Đó, model cách rồi này. Thiết kế bởi Apple in California, những cái chữ này đều in đều có thông tin tương tự nhưng mà sẽ có nét đậm nó nhạt, không đẹp bằng cái nét này nhá. Đó, bây giờ là hàng Việt Nam sẽ chuẩn là có in sản xuất năm tháng 12 năm 2020. Đây sẽ không có tin ngày tháng sản xuất này. Nó sẽ không có nhá. Đó, tiếp nữa là đến số serial number này. Nó sẽ bắt chiết tương tự giống này. Đó. Khi đi mua hàng ấy, khi đi mua hàng nhé, các bạn lên đi yêu cầu nhà bán hàng, người ta đưa cho hai cái hộp này, các bạn nhìn số serial number có trùng nhau không. Nếu trùng nhau chắc là hàng fake, bởi vì hàng xịn chắc chắn là số serial number của các củ sạc nó sẽ khác nhau. Nhưng mà yên tâm là Apple bây giờ, cái bọn fake Apple bây giờ nó cũng cẩn thận lắm. Ví dụ như mình bán tai nghe Rep 1 của AirPods ấy, thì nó sẽ in hai hộp khác seri luôn. Nhưng mà mình nên cứ lên yêu cầu, đi yêu cầu sau là liệu nó có giống hay không. Đó, nếu mà giấu xe hai cái seri giống nhau thì thôi đừng lấy nữa, bởi vì củ sạc đẻo thôi. Nếu mà lấy giá hơn 100.000 thì được, vì đây là củ sạc fake mà mình mua giá có 150.000 thôi nhá. Củ sạc này là mình mua đóng vai khách hàng mua giá có 150.000 thôi. Đó, nếu 150.000 thì hai series giống nhau thì ok. Chứ nếu 150.000 mà bạn đòi hàng xịn thì không có đâu. Mình phải nói thật như vậy, hàng xịn bây giờ phải trên 600. Rẻ lắm thì trên 500 là chắc chắn. Còn nếu hàng chính hãng như mình bán 750.000 cơ. Ray FPT mua là 1 triệu. Thế nên là khi các bạn xem mà giá mà tên trên 500 trên 600 mà các bạn thấy series trùng nhau các bạn đừng lấy nhá, bởi vì hàng fake. Đó, đây là bên ngoài cái vỏ hộp này, đấy có những cái tem nó dán đầy đủ như này. Còn bây giờ mình sẽ bóc ra bên trong nhá, đằng sau nó in khá là giống này.
Đó, bây giờ mình sẽ bóc bên trong, mình sẽ siêu luôn. Đây là của hạc phách nha. Đấy, mình nói lại đây là của sản phách này, mình sẽ bóc siêu như xịn luôn này. Đây các bạn nhìn nhá, nguyên siêu này. Đó, tem siêu như xịn luôn. Bạn thấy không? Đây, và mình sẽ bóc này nha. Ô, ở đâu? À đây, đây. Bên trong nhá. Đó, các bạn nhìn không? Rất là đẹp nhá. Đây là củ sạc xịn này, củ sạc chính hãng Việt Nam này. Đây, mình bóc siêu luôn. Đấy nhá. Đấy, cái siêu nó xé khó hơn này. Cái siêu này xé rất dễ này. Đây, siêu nó xé khó hơn này. Mà xé ra nó cứ xé các màu đục đục. Nó sẽ có màu đục đục nhá, còn cái siêu này sẽ là trong suốt nhá. Đấy cũng là một cái phân biệt này. Đó, cái siêu sẽ màu đục, một cái trong suốt nhá. Đây, mình sẽ bóc củ sạc này. Đây, thì rút ra nhá. Đó. Đây là củ sạc chân dẹp, chân tròn có dạng ở Việt Nam. Còn đây là củ sạc của Nhật Bản này, Mỹ và Trung Quốc nó sẽ dùng chân này. Đó, thế là không phải là cái chân này mà có chữ Việt Nam nó không chuẩn đâu nhá. Chân này không thể có chữ Việt Nam được bởi chỉ có xuất sang Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thôi. Và Trung Quốc và một số nước dùng chân dẹp này, còn Việt Nam và Hàn Quốc sẽ dùng giống Việt Nam, Hàn Quốc sẽ dùng chân tròn như này. Đó, chỉ có Hàn Quốc, Việt Nam nó dùng chân này nha. Đó, anh em lưu ý như vậy nhá. Đây, bên trong thì nó làm đầy đủ các phụ kiện sẽ là rất là giống nhau. Đây của Việt Nam đây. Sẽ có sách rất là dụng như này. Đó. Nhìn nhá. Đầy đủ này, rất là nhiều ngôn ngữ này. Tiếng Thái này, các thứ tiếng này. Tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc này. Đó, anh nhìn nhá. Rất là đầy đủ nhá. Đây này. Đó. À. Đây thông tin về nguồn điện này, cứ đây. Đây sẽ rất là đầy đủ này. Tất trắng là hàng fake, nó sẽ làm giống luôn, thậm chí của sách giống luôn. Đây mình lấy hàng fake đây nhá. Đây nó sẽ nằm ở đây. Đây nó chỉ có một quyển thôi. À. Khác. Đây. Nó giống quyển này sao này. Đúng là nó giống quyển này. Nó giống cái này là chính hãng này. Cái giấy màu của nó in sẽ tối hơn. Này. Đấy. Đây cái chữ in rất là xấu nhá, anh em nhìn nhá. Các bạn nhìn nhá. Này, cái chữ in rất là xấu, đậm nhạt khác nhau này. Đây không đẹp đâu như hàng xịn đâu. Đây còn hàng xịn này. Đây nhìn cuốn sách của nó này. Đấy, cái chữ nó in đẹp thế này các bạn. Đó. Đấy là cái sách rất là dụng nó khác rồi. Cái siêu khác này, sách rất là dụng khác này, hộp khác này. Còn đây đến cái chất sạc nhá. Đây, nhân vật chính này, chủ yếu là cái này thôi, còn những cái này vứt đi, không cần dùng đến đúng không? Đây. Thứ nhất là cùng nhìn này. Đó, cái độ hoàn thiện của cái hàng fake nó làm rất là tốt nhá. Đấy, nhưng anh em nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ ở chân này này. Anh em có thể thấy những cái gai đâu, những cái barrier đâu. Đây khi cắt bằng công nghệ của hàng fake nó sẽ không là đẹp này. Còn hàng xịn đây. Vát nhá. Bao giờ cái trên cái giữa của taxi nó sẽ có độ vát vào. Nó sẽ có độ vát vào này. Đây này, chỗ góc này nó sẽ độ vát vào này. Anh em nhìn nhá, các bạn nhìn nhá, nó sẽ vát vào nhá. Nó sẽ vát vào nhá và nó rất là đều đẹp này. Còn cái này có 3 viên nhá. Nhìn này. Đó, có 3 viên đấy nhá. Và sẽ không vát vào. Đây, một cái đen thăm thẳm này, một cái nhìn thấy chân bên dưới này. Đó. Đấy, phân biệt rất dễ luôn, đúng không? Mở cái phân biệt được ngay. Đây. Cái tiếp nữa là mình nhìn kỹ cái này thì rất là camera chắc khó nhìn lắm. Như cái này nhìn nhá. Các bạn có thể nhìn thấy bốn cái chân đồng không? Hai chân đồng ở ngoài, chân đồng tiếp theo này, xong đến mấy những cái dãy đồng, chân đồng ở giữa này. Đó, còn hàng xịn nó sẽ liền lèo toàn chân đồng luôn. Khó nhìn lắm. Nhưng hàng xịn là liền chân đồng, các bạn nhìn đâu, những cái chấm chấm chân đồng. Đấy, hàng xịn nhá. Đó, nhìn nó đều chân đồng không? Đó. Đều một loạt chân đồng nó khó nhìn, nó sâu hơn mà. Cái này nó làm cao hơn. Đây, cái chân đồng nó khác này. Đây. Đó, các bạn nhìn nhá, nó không liền mà lèo chân đồng mà nó có hai nằm ở giữa thôi. Đó là hàng fake nhá, đây là hàng fake 150. Đây, đây còn chất cái chất bên trong này nó quan trọng này. Rồi cái siêu bọc bên ngoài nhá. Đây hàng xịn này. Cái này chắc là nó tương lai nó sẽ là fake thôi. Đó. Nó rất là chắc này. Cái siêu này rất là chắc luôn. Còn cái này nó rất là bọc bẹp này. Đây. Đó, cái siêu bọc viền này, đó, rất là cái này rút lên không được luôn. Cái này chỉ cầm bóc từ đây ra thôi. Đây và trên này nó sẽ in cả chữ đàng hoàng. Đây. Đây để mình lấy nét lại camera này. Đó, các bạn nhìn nhá. In chữ đàng hoàng. Đó. Đầy đủ như vậy luôn. Còn cái này nó rất là sọc sạch mà không được in chữ này. Đây, nhìn chán chưa? Đó, nhá. Còn cái thông tin in về thông số nhá. Đây, hàng của Việt Nam thì thế này. Đây, thông tin in thông số này. Những cái chữ nó sẽ có dạng mờ mờ nhưng rất là rõ nét. 20W bên này. Những cái thông tin sản xuất model ở chỗ này rất là rõ nét nhá. Còn hàng rep này, hàng fake này, hàng này fake này. Nó còn rõ nét hơn. Đấy. Bởi vì nó có còn cái xung quanh cả quả táo nó còn có những cái gai, có những cái nét đậm hơn bên trong. Đó. Cái chữ thì sẽ có nét đậm nó nhạt, cái chữ ở dưới này
nó sẽ có nét đậm nhạt. Và cảm tưởng nhé, cảm tưởng như nào nhỉ, cảm tưởng anh em cảm tưởng như đây là một lớp nhựa được phun lên, được phun cái sơn lên, còn đây nó sẽ khác bằng in, in nó sẽ kiểu như in chìm chứ. In chìm nó không phải là gò gò đâu, nhưng cảm tưởng là cái sơn của nó sẽ in, nó sẽ rất, nói chung là khó tả lắm. Nó rất là khó tả, nhưng mà khi nhìn nó mắt thường trực tiếp vào đây nó sẽ thấy nó khác. Đó, và chắc chắn ở đây nó có số serial number này, cái dãy số serial number ở đây nhá, anh em nhìn thấy không? Nó sẽ trùng với hộp, nó sẽ trùng với hộp ở đây. Đó và số serial đây, nó sẽ trùng với hộp ở củ sạc ấy, chắc chắn nó sẽ trùng hộp nhá, ok chưa? Đây còn số serial number ở đây này, trên củ sạc fake chắc chắn nó sẽ có số serial number, bởi vì bọn nó làm fake nó làm đủ lắm. Đây AP21 serial number của củ sạc fake nha, không trùng luôn, nguyên siêu, nhưng mà serial number của củ sạc và hộp nó sẽ không trùng. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì là cái hộp và củ sạc sẽ hai bên sản xuất khác nhau và sẽ ghép lại thôi. Đó, em lưu ý như vậy, cái tem này này nó sẽ ghép lại dán sau, thậm chí ở Việt Nam dán. Thế đây là củ sạc không trùng nha, thế sạc không trùng này. Đây, và cái nét in ấy, cái in của nó sẽ rất là rõ nét, kiểu rất là đậm ấy, kiểu như là mình nhìn thấy là những cái viền, ví dụ viền của quả táo nó sẽ đậm hơn bên trong quả táo này, những cái chữ, cái phông chữ nó không đều lắm này, là của sạc fake nha. Đấy, xịn đây, nó đều như này cơ mà. Đó, là cái đấy là cái phân biệt, anh em phải tinh mắt, bởi vì bây giờ công nghệ fake của nó rất là cao rồi, bây giờ gần như nó rất là khó phân biệt. Chỉ có vấn đề mình nói chắc chắn lại lần nữa này, là cái khi bóc ra cái siêu này xịn này và cái siêu fake này, siêu xịn nó sẽ mờ, cái fake nó đậm này, là cái khác biệt rõ rệt này. Cái thứ hai là cái tem in ở trên hộp này, một cái đậm một cái nhạt này, đó, mà một cái sắc nét một cái in hơi mờ này. Cái thứ ba ấy là cái bao của sạc xịn và fake nó sẽ rất là chắc và sẽ có chữ in đây của fake không có nha. Đó, anh lưu ý nha. Đó, cái thứ tư là cái chân tai xi bên trong, một cái nó sẽ bo vào và không có ba viên, một cái là rất là nhiều ba viên, nó rất là xấu luôn, và một cái là một loạt chân đồng liền lèo luôn ở trên tai xi, một cái là sẽ chân đồng chủ yếu tập trung ở giữa, là để phân biệt nhé. Đó, anh lưu ý này. Đó, còn về chất lượng sạc thì mình không có thiết bị để kiểm chứng, nhưng dùng chắc chắn là của sạc xịn nó sẽ bao giờ yên tâm hơn. Để chắc chắn nhất, khi anh em đã có tiền mua 12 và 12 Pro Max để mua được của sạc tốt nhất, anh em lên chọn của sạc chính hãng Việt Nam với chân tròn như này, và hộp là tiếng Việt được bảo hành tại chính hãng. Nếu anh em ngại cái vấn đề mua với mức giá hẳn 1 triệu, thì anh em có thể liên hệ với mình, bên mình bán sẽ rẻ hơn một chút là 750, tại vì hiện tại sắp tới có thể có những chương trình giảm giá rẻ hơn, anh em cập nhật trực tiếp qua fanpage của mình hoặc cái kênh YouTube hoặc kênh hoặc website nhé, thì sẽ có chương trình giảm trực tiếp cho những cái thiết bị như thế này thì có thể sẽ được giảm đó. Còn nên khi mua củ sạc, nếu anh em chấp nhận được cái mức giá ở dưới 500.000, anh em mua thì anh em có thể rơi vào củ sạc này. Mình công khai giá củ sạc này, mình mua với giá 150 mua tại cửa hàng, chứ không phải là mua với giá buôn nữa nhé, là 150.000 cho củ sạc fake này. Thế nên là nếu anh mua 300 là mua đắt, mua 200 là mua đắt, anh em chỉ mua dưới 200 thôi thì là anh em chấp nhận là anh em dùng của sạc fake. Còn nếu anh em đã mua trên 200, trên 300, trên 400, anh em nên chọn hàng Việt Nam đắt hẳn lên cho nó xịn. Đó, để mua củ sạc này nhá, anh em cứ để lại cùng một bên dưới, hoặc là anh em có thể liên hệ bên mình để mình ship COD toàn quốc cho anh em, không phải đặt cọc, cứ đặt hàng mình sẽ gửi và nhận được hàng thanh toán. Nếu không nhận hàng mình chấp nhận cái phí chuyển về mình chịu. Đó, bên mình là website là mm.vn, số điện thoại bên mình là 02562256789 này, hoặc là 0888888641. Đấy, địa chỉ bên mình là 170 Lạch Chay nhá, hiện tại bên mình chỉ có một cơ sở tại đấy thôi. Thế nên là anh em là mua cái liên hệ bên mình. Đó, cảm ơn anh em xem clip nha. Nếu mà thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem để cảnh báo mọi người mua của sạc xịn cho 12 Pro, 12 Pro Max nha. Cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt anh em.